Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùa Rồi. Mình Vi Tào Lao, chào với đạo Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tà Ly. Đây là những ngày sắp Tết rồi các bạn ơi. Đại Lâm hợp tác cùng Khắp Kevin. Khắp giữ đầu dò cho Đại Lâm qua lưới các bạn. Còn bên kia là anh em Răng Đà Bô kỳ cho Rùa Tinh. Xin, lại giữ máy chú anh, chú đồ động bay cái máy cho gì vậy? Rồi vô. Cú phát bánh 180 km/h khủng hả mày? Cái này cái ngoài quá. Cái này đại luôn ha. Kim lại xin. Một con ngoài luôn. Làm gì ạ? Cũng bánh đi. Hấp thêm. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nè, nè đẹp nè. Trời đẹp. Trời ơi, trời ơi. Đi đâu ngoài luôn. Lại mày nãy mẹ chạy đi chạy hết pin. Thấy ông chạy không nổi mình chạy trước. Tết nhất rồi các bạn ơi, kiếm cơm. 31 bao hả mày? Bao hả? Dài hư. Nó đang trong giỏ hả? Dưới đình xuyên thì sáng đi chung em mà bây giờ. Cái bánh nó cứng, cái bánh nó cứng, cái bánh nó mềm, nó rơi không đội đi rồi. Má bữa đưa tàu thúi. Bốn điêu. Nó pin rồi, nó pin rồi. 15 giờ quá dở. Bốn điêu. Ngoài rồi trời. Đây rồi.
trời mẫu binh luôn quá mày mà mẫu binh làm bơ mẫu binh xin ơi con bảo vệ xin ơi năm mốt nấp hả mày quỳ lên điểm nảy phá không sao bố thằng kia hết pin rồi dí nó luôn ban này hả mày vô hết pin khỏe chưa ngoài luôn vô ba hết nổi rồi đừng đi ba nè hư trời ơi đồ đĩ mẹ hư vô nè ừ đồ đĩ mẹ dạ là lỡ đó đó mày chết rồi ngoài trời lỡ giờ vô đâu lỡ đồ đĩ mẹ quên mà kế bên là ra nhà bị khòi đổi chéo cách này sao bay nổi quýnh đâu đi nhà bị khòi trời khò mà các bạn nghĩ sao vậy? 52 tuổi mới làm với U13 không thở. Rồi coi đâu? Bảy bo. Bảy bo. Vinh nghèo. Nói giờ là thành Vinh nghèo rồi. Chết đi ông nội. Các bạn thấy cái cú ngày xưa này không? Không. Hết pin. Tết nhất tới rồi. Mệt quá các bạn. Quýnh em dân răng đờn và bo e và rùa tinh. Ôi cơm thiệt rồi các bạn ơi. Đây là sân ấp Phú Ới, xã Phú Lợi, Phú Thành, xin lỗi các bạn. Phú Thành, Phú Tân, An Giang. Sân này trước đây Sâm Nô từng cùng Thanh Hoài danh đếm Sâm Nô. Chuẩn bị sắp trở dài ngày tới có sang Phan Rang, bây giờ là sang La Làng nữa nha các bạn. Ôi cơm các bạn ơi. Còn đây hàng 6 bộ tre đang canh me canh chua hột le nè có ôi cơm